Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của Thọ Audio Phóng nhá. Bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp cho em số điện thoại trên màn hình các bác nhá. Ok. Đấy. Vâng, ngày hôm nay thì là được sự hỏi thăm rất nhiều của các bác về cái dòng bát 30 Peeler này. Và rất nhiều bác yêu cầu em là quét test cho các bác một đoạn video. Thì ngày hôm nay thì em có lắp trên một cái thùng cơ bản đâu nhá. Không có cầu kỳ gì cả, cái thùng rất bình thường thôi. Một bát một chép đâu nhá. Và em sẽ mở cho bác nghe chất âm thực tế của nó luôn để các bác nghe. Xong em sẽ giới thiệu driver của nó luôn. Đây là dòng bát Peeler các bác nhá. Và đây là cấu hình của nó luôn. Đây ạ, con này được sử dụng một cái driver là côn của nó là côn 56,5, côn 4 lớp các bác nhá. Và từ là 500 kép, 500 liền các bác nhá, 500 kép. Đây chứ không phải 500 cách cơ. Thường thường các dòng khác làm cách ra, nhưng mà dòng này thì nó lại làm liền vào với nhau. Nó tăng độ tối tính rất là mạnh các bác nhá. Dòng này trong phân khúc bát của nó thì em đánh giá rất là cao. Đồ bát sâu. Đấy. Đánh chắc lịch luôn. Và màng của nó thì nó sử dụng màng màng bóng luôn nhá. Gần này gần dưới rất là đẹp. Đời này nó cũng có cả đời gần trên các bác nhá. Đời này nó có cả đời gần trên. Thì công ty nó làm hai đời màng, một đời gần trên và màng một đời gần dưới. Đấy, nói chung là cái đấy thì là cũng tùy các bác nào mà thích nói chung là về đồ thẩm mỹ thì tùy người đánh giá nhá. Thì các bác nhìn vào đây ạ. Bát của nó rất là sâu các bác nhá. Cái chạm đích của nó rất là sâu. Các bác nhìn là từ cái nhận xuống đây rất là sâu, sâu phải gấp đôi so với bình thường. Nên nó tạo ra cái tiếng bát rất là sâu. Đấy, có cái khe từ nó rất là sâu, nó lại tạo đồ dao động rất là lớn các bác nhá. Đấy. Các bác nhìn chưa? Rất là chất các bác nhá. Đấy. 500 kép. Và riêng đặc thù của dòng này thì cái xương của nó một mình nó một kiểu các bác nhá, không có dòng nào có cái chất xương như này các bác nhá. Chất xương sườn này. Đấy, rất là chắc, nó cứng như là xương đúc các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chưa? Làm trong kép này rất là chất, chạm đít 7 màu. Đấy, một đôi như này bên em đang bán cho tất cả các bác 1.900.000 đồng một đôi bát này, 1.900.000 đồng một đôi bát 30 này, coi nhá. Đây là dòng bát 30, đấy, bát 30 nhé coi nhá, bát 30, 1.900.000 đồng bao ship cho anh em luôn. Cam kết với các bác đây mà không phải là hàng Peeler, em xin biếu tặng các bác một đôi loa không cần lấy tiền, coi nhá. Đấy, coi nhá. À, nó qua sử dụng, coi nhá, những cái này các bác nhìn này, nó qua sử dụng rồi. Nên là nó sẽ có đồ cũ đi một chút thôi nhá, không phải là hàng mới đâu. Đấy, các bạn nghe chưa? 1.900.000 đồng một đôi. DJ Christian, Nive Remix. Các bạn nghe bát của nó đẳng cấp luôn thôi nhá. Bên em đang bán một đôi bát như này là giá là 1.900.000 đồng một đôi các bác nhá. Bao ship toàn quốc cho anh em luôn. 1.900.000 đồng một đôi. Bao ship toàn quốc, các bác nào có nhu cầu mua thực sự thì các bác gọi điện thoại số điện thoại trên màn hình giúp em các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Ok.